Pho trang xít hạ tải 6 ghế nha cả nhà. 6 ghế 700kg ha. Đó, tại salon đang làm nè. Đó, đang làm cho nên nó hơi ồn ha. Quay đâu rảnh đâu em quay đó cho cả nhà mình xem. Xe nè, Pho trang xít đời 2006 nha. Giá 100 mấy chục triệu. Đó. Thì cả nhà mình xem quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Đó, em lên video ngắn thôi. Tại ở đây đang mở nhạc rất là ồn ào luôn nha cả nhà. Rất là ồn ào ha. Đó. Máy số ngon lành cành đào nha. Mỹ riêng vẫn còn. Xe tắp bi, tắp lô, nội thất sạch sẽ lắm nha. Xe này mà mua về 700kg, 6 người. Nói chung là bà con mình có sẵn hàng á, thì có thể là vừa chạy tuyến được. Đó, chạy tuyến 6 ghế thì kiếm cỡ 4-5 xị đi ha. 4-5 xị với hàng hóa đâu nữa ha. Đó, gửi xe trung chuyển các kiểu coi là điểu. Nói chung là xe này bà con nào hợp việc, hợp với nhu cầu thì cứ alo lại cho Tổng An Phát ha. Qua số hotline của Tổng An Phát. Số 0988 454 318 nha cả nhà. Đó, máy số là ngon lành cành đào nha. Đồng sơn sạch sẽ, nội thất sạch sẽ nha. Đấy ha, khoang hầm nè. Nói chung cái này cũng gọi dạng là hầm hố á. Đây, quay luôn cho cả nhà mình xem ha. Để cho cả nhà mình biết thực tế cái xe nó như thế nào. Nói chung cái phần sàn này thì cả nhà mua thì lót cho cả nhà mình cái sàn mới nhìn cho sạch sẽ đẹp đẽ hơn. Để cả nhà có thể là chắc hàng hóa mít, bưởi, trái cây, rồi hàng hóa các kiểu con là điểu được hết ha. Đó, cả nhà quan tâm thì gọi ngay cho Tổng An Phát nha. Đó, rất là nhiều xe bên salon bên em đang về khá là nhiều các dòng xe du lịch, xe khách rồi các kiểu ha. Rồi, bà con nào quan tâm thì gọi ngay cho em ha, để có một cái giá tốt nha. Em không ra ngoài quay được ha, ngoài đang có nhạc mà ở ồn ào lắm.